Bộ phim ngày hôm nay nói về một cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên sắp qua đời. Đột nhiên mở mắt tỉnh dậy lại thấy bản thân đang là một nhân vật trong tựa game mà mình chơi. Cùng chờ xem cô sẽ làm gì để có được một cuộc sống tốt hơn trong thế giới này nhé. Đang yên đang lành thấy mình hóa thân thành Island con gái của hầu tước và hiện tại đang là cảnh bị hoàng tử hủy hôn. Thái tử của đế quốc Emi, Cedric Emi là tên của anh, còn con bé tóc hồng này là Lilia, nữ chính trong tựa game mà cô chơi. Ireland giữ bình tĩnh xin lỗi thái tử cái nhẹ rồi rời đi trước sự ngạc nhiên của Ceric. Giờ đây cô sẽ phải làm gì đó để thoát cái chết được sắp đặt sẵn vì đằng nào cũng sẽ ngỏm. Lilia lại là thánh kiếm cứu lấy vương quốc nên quả này hơi khoai. Ireland quyết định sẽ thu phục ma vương dưới trướng của cô để có thể sống sót được trong cái thế giới này. Nói là làm, Ireland lập tức đến khu rừng chết chóc nơi ma vương cư ngụ. Mới do đã gặp bầy quạ láo toét khi cô bị từ hôn các kiểu con đà điểu. Đừng quên bà mày là quý tộc nên không ngán bố con thằng nào hết. Cô đi thẳng đến cửa chính cố gắng mở ra thì một giọng nói ở phía sau vang lên, để tôi giúp cô nhá. Quay lại thì thấy ngay anh chàng đẹp trai, cái vẻ đẹp này làm sao có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ. Giới thiệu với anh em anh giai này chính là ma vương cần tìm cờ lau đê. Nữ chính dứt khoát nói kết hôn với em đi làm ảnh tức giận tính xuyên cô ngay và luôn. lên cũng vì quá sốc mà ngất lúc nào không hay, cho chừa cái thật hám dài đẹp. Tỉnh dậy thì thấy hai cánh tay đắc lực của cờ lau đê lần lượt đeo kính là cai và tóc xanh là beo đang nói xấu ai đó có vẻ như là mình. Cô bật dậy và một lần nữa cầu hôn ma vương, không chịu cũng phải chịu vì tương lai anh chàng đẹp trai này sẽ hóa thành ác long và bị thánh kiếm Lilia xử trảm. Cờ lao đê hỏi nhẹ rằng cô thích tôi à thì bị phụ ngay và luôn, quả này không tức mới là thằng ngu này. Đã thế lại bị kề dao ở cổ và bị ham hỏa bắt phải cưới, thế mà anh lại thích thật chứ đùa. Ai lên ngại ngùng vì trong mình hơi bê bối rách nát bẩn thiểu. Cô xin phép đi tắm rửa thay bộ đồ khác để dễ dàng hấp hồn anh nhưng bị anh búng nhẹ tay phát là xong hết rồi còn bị cưỡng ép dịch chuyển cô về tận phòng ngủ của nhà cô luôn. Súng gặp cha thì lại thấy ông thất vọng các kiểu về mình, thêm quả thư của thái tử gửi mời dự lễ đính hôn đồng thời cũng là ngày ký vào tờ hủy hôn của cô nữa chứ. Thích thì chiều đúng giờ đó ngày đó bà đây sẽ đến, nhưng trước tiên phải có bằng được ma vương cái đã nên ai một lần nữa đến khu rừng chết chóc. Lần này thì đi 77-49 vòng rồi nhưng vẫn quay lại chỗ cũ, hiểu ra vấn đề liền khoe giỏ bánh quy cực ngon. Không ngon không lấy tiền ra dụ con quạ chỉ huy ra. Nhưng ăn cái bánh của bà này xong liền bị tê liệt và thấy Ireland nở nụ cười độc ác cô cầm quạ lên nói ma vương không ra mặt thì chuẩn bị ăn quạ nướng đi là vừa cờ lau đê xuất hiện cứu lấy quạ rồi một lần nữa mời cô vào nhà chưa nói được câu nào thì nghe hạnh nhân là tên mới của quạ chỉ huy đến báo phoenix đã xuyên qua kết giới đi về phía trường học rồi lúc này ai xung phong đi tìm vì muốn ma vương nợ cô một ân tình cô được dịch chuyển đến gần trường chạy vào thì thấy mấy thằng học sinh đang tụng lại ăn hiếp bé phoenix đáng thương ai chạy đến đẩy ra thì bị phoenix cắn một nhát nhưng có cái khăn của ma vương nên nhanh chóng được nhà ra Mấy thằng học sinh vẫn chưa bỏ cuộc nhưng mẹ của Phoenix đã xuyên qua kết giới mà đến hủ mấy thằng nhõi chạy mất dép. Cô trả lại đứa con cho bà ấy thì lại đến thái tử và những người bạn đến buộc tội cô. Cờ Lao xuất hiện cảm ơn cô và giải oan cho cô khiến Island cảm động không thôi. Cờ Lao biến ra quả xe ngựa bay cực đẹp chở cô đi và hứa sẽ tham gia bữa tiệc đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại phải đối mặt với cha của mình. Ông nói rằng từ giờ cho đến buổi lễ cô phải bù lỗ cho gia tộc. Tất cả những gì cô đã phá phải bù cho bằng hết. Trong đầu đầy áp suy nghĩ thì gặp được Jasper một nhà báo với mấy chục năm kinh nghiệm. Sau đó Ireland đến chỗ Ma Vương bàn về chuyện muốn tu sửa lại hết toàn bộ tòa lâu đài này. Ireland đã chuẩn bị kế hoạch B nếu bị từ chối nhưng ai ngờ cờ lau đê đồng ý thật, đã thế còn nhờ Kai đi đòi lại tiền trợ cấp với mấy thứ tiền linh tinh bọn quý tộc đã ăn. Cờ lau đê làm phép biến cái bóng của cô làm nơi bọn quái có thể xuất hiện để tiện trong việc quản lý. Một lúc sau cô ra đón rất bơ quay lại và bàn với anh chuyện tu sửa như thế nào cho hợp lý. Đột nhiên mây đen bắt đầu ập tới có vẻ như sắp bão to tới nơi rồi bốn người giắt bơ tìm được cũng đã đến tất cả đều là người quen cũ của ireland đúng thật kẻ địch thì nhiều mà đồng minh thì lại chỉ được bốn người trời cũng bắt đầu đổ mưa nên mọi người vào phòng gặp ma vương luôn cho nóng nhìn thấy cái mặt hàm hàm của cờ lau đê là thấy rén rồi đó anh nhấn mạnh trong cái kết giới này một con rồi bay qua thì anh lập tức biết ngay là con được hay là con cái nên liệu cái hồn mà làm việc cho đàng hoàng ireland cảm thấy sai sai nên lại hỏi tại sao anh buồn cờ lau đê thắc mắc rằng cô có vẻ thân với bọn họ quá nhỉ nghe là thấy có mùi giấm ở đâu đó quanh đây rồi nhưng ireland lại nói rằng không thân với bọn họ thì lấy đâu ra người làm mà không có người làm thì không xong được và sẽ bị đuổi khỏi nhà mất càng nói khiến cờ lao đê càng ghen nên đếch thêm nói nữa biến đi luôn may sao trời đẹp trở lại có lẽ trong lòng ma vương đã bình tĩnh rồi mỗi người được giao cho nhiệm vụ riêng nhưng kế hoạch sẽ là đánh vào thị trường mỹ phẩm đầu tiên là làm nước hoa trước chắc là ổn áp hôm sau thành phẩm lập tức ra đời mùi thơm khiến bọn quái tưởng có bánh ngọt lập tức xuất hiện đòi ăn Tối đến Ireland đang đau đầu làm sao để bán được lô hàng này thì Beelzebub xuất hiện cầu xin cô dạy thứ gọi là lễ nghi cho mình. Thích thì chiều trước tiên quỳ xuống trước mặt chị đi. Gần đây Beelzebub đang cư xử rất kỳ lạ nên ma vương đến hỏi tội Ireland. Trong cô ngây thơ vô số tội cộng với sự cố gắng này khiến anh không thể nào nói gì được. Đang tâm sự thì cai cùng giắt bơ và báo tin rằng cô đang bị vu khống bởi những lá thư đe dọa Lilia. Đúng thật là trong cốt truyện Ireland làm trò này nhưng hiện tại cô có làm mèo đâu. Ireland nhờ hạnh nhân đi lấy tài liệu về nhưng cờ lao đê không cho vợ tương lai xin mà không cho là dở rồi may mà anh nhận ra sớm nên đồng ý vội đồng thời thả thính ẻm vài câu cho ẻm quên chuyện vừa rồi hạnh nhân làm việc rất năng suất trong chốc lát đã lấy được thứ cần lấy và đem về đổi bánh quy ăn ngập mồm luôn rồi đến ngày được mời ai lên lên đầu cực xinh đẹp trang điểm lộng lẫy cỡ này chắc chắn Serik sẽ há hốc mồm mà ngạc nhiên lý do có bộ này đơn giản sáng sớm cô thức dậy đã nằm ở phòng cô sẵn chỉ chờ cô mặc mà thôi chắc chắn là do cờ lau đê chứ không ai vào đây hết Đúng như dự đoán cô thu hút rất nhiều sự chú ý vì sự xinh đẹp của cô là không thể diễn tả bằng từ ngữ được nữa rồi. Cha cô vẫn nhấn mạnh là gia tộc vẫn còn đang thu lỗ nhiều lắm đấy. Ireland tự tin kêu cha yên tâm. Nhìn đằng kia là thấy mấy cô quý tộc đang cãi nhau về loại kem dưỡng da mới của hãng cực kỳ bí ẩn chỉ phát cho số lượng người nhất định. Chiến lược marketing đấy chứ đùa, chẳng mấy chốc sẽ phất lên như diều gặp gió mà thôi. Seric lập tức hạ lệnh bắt lấy Ireland khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa bên này không hiểu lý do vì sao lilia lại xuất hiện trước mặt cờ lao đê và nói rất quan tâm đến ngài bà mẹ nữ chính trong game là đứa hám dai bắt cả hai tay ư. Ừ. tính húp hết cả hai anh em nhà này mới vừa lòng nhìn cô giả nai rất chuyên nghiệp ai nhìn vào cũng thấy cô rất đáng thương lilia nói rằng thấy anh một mình trong khu rừng này rất cô đơn cô muốn đến bên cạnh anh để chia sẻ phần nào đó nói rất câu đột nhiên cờ lao đê thấy khó thở bực bội căng thẳng khó chịu trong người lập tức xuất hiện beo bút cũng bị y chang ma vương chắc chắn là do nhỏ này là thiếu nữ thánh kiếm chứ không có lý do nào khác hết. Cờ lao đê cưỡng ép dịch chuyển cô đi ngay cho khuất mắt. Bên này Ailen cố gắng cãi lại nhưng dường như éo nói lý được với thanh niên đang cay cú này rồi. Ailen nhấn mạnh mang cái tờ giấy hủy hôn ra đây cho bà ký thì lại làm hắn kích động đến bóp mồm cô. Lúc này nhân vật chính mới xuất hiện, cờ lao đê đập vỡ trần từ từ xuất hiện như một vị thần trông ngầu vãi cả nồi. Sau đó búng tay cái nhẹ khôi phục lại trần nhà khiến mọi người ngạc nhiên không ngớt. Hù dọa dạ thằng em trai mấy câu rồi hỏi thăm vợ tương lai hủy hôn ước chưa nếu chưa làm lẹ lên để con về mần chuyện khác. Thấy Serik đáng thương quá nhưng thôi cũng kệ, còn yêu méo đâu mà quan tâm làm gì. Ireland lấy ra bằng chứng Isaac đã thu thập được. Tờ giấy này chắc chắn là do Lilia viết vì nó có cùng dấu hiệu đặc trưng cho mỗi sập giấy khác nhau. Hiểu vấn đề rồi thì đến lượt Ireland bước lên bàn ký nhẹ cái một. Sau đó cô cùng ma vương ra về trước sự ngạc nhiên của thái tử. Cô được cờ lau đê tiễn về tận cổng và cảm ơn anh các thứ. Trước khi về cờ lau đê ôm lấy cô tưởng sắp hôn nhưng lại gợi nhớ cho cô thấy lại cảnh vì sao anh cam ghét con người đến như vậy, chặng đường phía trước còn rất dài đây. Để ngăn chặn cái viễn cảnh đó xảy ra, sáng hôm sau Ireland cùng Beelzebub đến phòng của cai chờ anh thức dậy và kề dao vào cổ anh. Ireland bắt anh phải khai ra những việc xấu đang làm, chẳng hạn như buôn bán quái vật. Ireland đưa cho anh xem bản thu mua đất đai hồi xưa của anh và nhắc lại về Lilia. Nếu như biết được anh phản bội và bị bắt thì lau đê chắc chắn sẽ biến thành rồng và sẽ bị thiếu nữ kiếm thánh giết kịch bản cẩu huyết này không được phép xảy ra vậy nên khôn hồn mà khai hết ra không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào cai kể rằng lúc năm tuổi đã từng nghịch ngơm rơi xuống nước không một ai chịu giúp vì anh lúc đó chỉ là một thằng giúp việc vậy mà ngài cờ lao đê đã sử dụng ma pháp cứu lấy anh và từ đó cũng lộ ra việc ngài là ma vương cũng từ đó cai quyết định theo ma vương đến cùng trời cuối đất nhưng anh đã bị lừa bởi một tên gian thương nếu không buôn bán quái vật giúp hắn thì anh sẽ bị bắt và xử tử chuyện đơn giản ireland hứa sẽ giúp anh thoát khỏi cái vũng bùn này ngay và luôn theo như cốt truyện thì lúc này đúng thật là sắp đến đoạn bắt cai buôn bán quái thú ngay tại trận một lúc sau cai bước vào phòng và tự giới thiệu từ giờ sẽ là một thành viên trong nhóm hạnh nhân cũng đến báo tin bọn người đó lại đến nữa rồi ireland vội bước xuống thì thấy lilia đang mê hoặc ma vương của cô đi đến khiện cho mấy câu làm lilia câm mồm ngay lập tức lilia đã biết chuyện cai buôn bán quái vật nên đến để nói với ma vương thấy bộ dạng giả nai của khứa này ngứa mắt quá nên ireland cà khị cực mạnh khiến lilia xấu hổ vừa chạy vừa khóc ra khỏi đây Cai cũng vào và xin cờ lau đê cho anh ít thời gian để giải quyết rồi sẽ tự mình báo cáo hết tất cả. Như đã hẹn Cai mang một đám quái thú đợi bà tức đến để giao dịch. Đợi một lúc thì cũng có một đám người đến để giao dịch. Cai vào thẳng vấn đề luôn. Anh hỏi nhẹ về cái bản hợp đồng đất đai đó. Anh có hết chứng cứ rồi nên chả sợ mẹ gì hết lập tức ra hiệu cho Beelzebub quang phở lát. Ông tổ của ngành lách luật là đây chứ đâu. Đang thắc mắc sao con mắm Lilia không đến theo kịch bản thì nó đến thật. Đánh ngất Cai xong thì nhỏ đó rút thánh kiếm ra hù dọa Beelzebub chém nhẹ một phát khiến anh khờ khờ máu rồi đúng là hàng xịn có khác Seric đến đánh ngất Ireland rồi vác cô về lâu đài. Cai cùng Belzebub vội chạy về báo tin cho Cờ lao đê. Biết được tin vợ tương lai bị bắt cóc đương nhiên ma vương không thể đứng yên nhìn được nữa. Bên này thì Ireland sắp bị thằng biến thái này cướp mất đời gái để ép cô làm vương phi thứ hai cho hắn rồi. Cửa đến cái cúc quần thì ma vương đến chơi. Cờ lao đê phá nát cái tầng hầm này và từ từ hóa thành rồng uy hiếp thằng em ngu ngốc này. Lilia cũng thủ sẵn cây thánh kiếm chỉ việc xông lên đâm một nhát là xong. Ailen đứng ra chắn đồng thời tiết lộ luôn cô cũng mang dòng máu của thiếu nữ thánh kiếm bất ngờ chưa bà già Ailen xin nghe cây kiếm về trưng bày rồi chạy đến bên cờ lau đê và khóc nước mắt của cô đã làm cờ lau đê trở về hình dạng con người kết thúc trận chiến cờ lau đê đem cô về giường nghỉ ngơi ma vương cũng quyết định sẽ lên ngôi thái tử và cho Ailen làm vương phi nói là làm sáng hôm sau lập tức tổ chức lễ đăng quang anh bế vương phi của mình lên không trung để xem phản ứng của cô Ailen nhắc nhẹ thật ra anh đã bị lùa tưởng mình là gà hóa ra chỉ là thóc mà thôi ở phần trước chúng ta đang dùng lại ở đoạn cờ lau đê bị lùa vào trong chùa. Tưởng rằng hai người đã thành cặp là kết thúc nhưng không, cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Các bạn thắc mắc rằng tại sao Ai lại giả trai để vào học viện đúng không? Chúng ta phải quay lại vào một tháng trước, lúc này cờ lau đê không chịu làm việc mà cứ phát cơm cho cho anh em viewer liên tục. May mà cây biết điều vào phá đám, cậu đem đến bức thư của Atati đại biểu quái vật của Misita, dường như bọn họ không tuân thủ hiệp ước mà bắt đầu tấn công dân làng xung quanh. Nghe tên là Island biết ngay nơi đó thuộc địa phận của vương quốc Elumea, cũng là bối cảnh phần tiếp theo của con game này. Chi tiết phần 2 là ma vương phá hủy Misita, không thể để chuyện đó xảy ra được, nếu nó xảy ra cả vợ lẫn chồng đều ngòm hết cho mà xem. Bọn chúng yêu cầu phải giao thủ cấp của nữ kiếm thánh ra nếu không thì bọn chúng sẽ dãy đành đạch, cờ lau đề quyết định sẽ đến đó làm đại công tước của Misita xử lý chuyện này cho dễ. Nghe thấy Island đòi đi nhưng anh nhất quyết không cho, đặc sản ở bên đó là trọng nam khinh nữ kể cả thiếu nữ thánh kiếm cũng bị khinh thường nên cô bị cấm nhưng cản thế nào được ma ga minh bà đây chuẩn bị hết rồi cô nói rằng nếu như ở nhà thì trong suốt thời gian cờ lau đê ở bên đó cấm chỉ được xài phép dịch chuyển về để thăm cô nếu không thì xác định hủy bỏ hôn ước đê và đó là lý do tại sao ireland giả trai để vào cái học viện này tại đây cô sẽ đổi tên thành ali cho hợp phong thủy mới vào trường mà đã gặp cái cảnh đàn ông đàn an đi bắt nạt phụ nữ rồi cô tức giận đến bẻ nhẹ cánh tay của hắn và bắt hắn xin lỗi con gái nhà người ta ngay lập tức cô cư xử như một quý ông thực thụ và có vẻ như đã đốn tim cô nàng này mất rồi. Iraq có nhiệm vụ trong chừng cô nhưng có vẻ lực bất tòng tâm, cô bước vào hội học sinh ngắm nghĩa thử dàn nhân vật chiến lược của phần 2 hiện tại đang như thế nào rồi. Theo kịch bản đẹp nhất thì August sẽ mượn thanh kiếm của Lilia để xuyên chết đối thủ. Tên tóc trắng mới bước vào này chính là hội trưởng hội học sinh James. Và anh cũng là trùng của phần 2 này. Theo kịch bản thì từ nhỏ James vốn dĩ là công tử của Misita nhưng anh luôn bị đe dọa tính mạng và bị mọi người xa lánh. Cây cú anh tự mình nổi dậy thống lĩnh đàn yêu quái phản công lại Misita. Đơn giản anh mang trong mình một nửa dòng máu quái vật nên chuyện này là chuyện nhỏ. Alan quay lại bàn học thì lại thấy cảnh bị bắt nạt rất hay gặp ở học đường. Cô gái cô cứu lúc nãy tên là Gia Treo cũng đến hỏi thăm cô vài câu. Bà Gia Treo này theo như cô nhớ chính là nữ phản diện độc ác kia mà. Ảo thật đấy chắc chưa đến lúc mà thôi. Đã bị bắt nạt rồi lại thêm ông thầy thích làm khó cô nữa. Nhưng bà đây nhớ hết mọi chi tiết của game nên có hỏi bằng rời bà cũng trả lời được nhá. Cô gái tóc xanh này chính là thiếu nữ thánh kiếm trong phần này. Cờ lau đến lúc này đã chuẩn bị xong bức thư gửi cho tình yêu của anh, nhưng bị cấm xài phép thuật nên chỉ đành đưa cây gửi dùng mà thôi. Ai lại nhận được bức thư, nhưng cái nội dung này nó lạ lắm. Nào là không có nàng ta không thể sống nổi rồi nàng là nữ thần bla bla. Xem vãi cả nồi khiến y không nhịn được cười mà đi ra ngoài. Mặc kệ bức thư, đầu tiên cô phải vào được hội học sinh cái đã rồi làm gì làm. Cô được dêm giao cho nhiệm vụ điều tra về con ma cà rồng đang tác quái tác quái mấy ngày nay. Có rất nhiều cô gái đã là nạn nhân và điều quan trọng nhất khiến cô nhận nhiệm vụ này là nó có liên quan đến cờ lao đề. Dám đổ oan cho chồng của bà à? Cô đề nghị Dêm thành lập đội bảo an trong tình thế này. Ok được thôi nhưng cô phải đưa ngài đại công tước ký vào văn bản này. Nói cho dễ hiểu là cờ lao đề chứ ai? Một con vịt xòe ra hai cái cánh bước vào phòng làm việc của cờ lao đề. Nó đưa tờ đơn cho anh ký với một đống câu chữ đã chuẩn bị sẵn trên giấy. Đừng hòng nó mở mồm ra nói câu nào. Hạnh nhân lúc này cũng mang thư hồi âm của Ireland tới khiến anh chả quan tâm đến thứ gì nữa ký đại rồi cho đi. Nhưng bức thư lại nhạt vờ lờ không có tí tình yêu gì trong đó, cờ lau đê chết lặng trong 2 phút. Ireland quá hiểu chồng tương lai của cô nhưng kết quả lại phải ngồi viết thư mới cho ảnh đỡ giận để trời hết mưa đi. Sau đó cô đi tuần cùng với Isaac thì thấy cảnh ra treo bị ông thầy tống tiền. Cô nhảy ra đạp ổng phát rồi dí theo ổng cho bằng được. Nhưng đến cây cầu thì thấy ông thầy đã ngất và dêm ở trong hình dạng của quái vật. Thầy có người đang chạy đến nên cô kêu dêm chạy ngay và luôn đi. Tí thì đạn xuyên qua đầu nhưng may mà vẫn sống. Hoa cầm súng xịn bắt ngay cái bài giả nam của Ireland. Đã thế thì chị đây cũng lật mặt luôn cho Cương xem, cô biết rõ Hoa và cả Cai là ai, thuộc tổ chức nào và đặc biệt có liên quan mật thiết đến giáo hội. Lại nói là không đúng đi, nói chung là cả hai đang cùng trên một chiếc thuyền, đồng hương rồi nên chuyện này xì si xóa, giữ kín mồm là được. Còn tên giáo sư này thì từ từ không thể vội vã được. Hai người về phòng hỏi rõ ra treo xem đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, kể phần giữa nghe đi. Cô nói rằng vị hôn phu của bạn cô bị một mùi hương kỳ lạ mê hoặc và ký vào hôn ước lúc nào không hay. Bản thân cô cũng đang có một cái hôn ước nên ông thầy nhân cơ hội đến mê hoặc cô bằng điều kiện sẽ giúp cô giải trừ hôn ước. Do trẻ người non dạ nên cô không biết ý đồ thật sự của ông già dạ này là gì. Không thể ngờ được ông là ma cà rồng và đã hút máu chính bản thân cô, đã thế còn tống tiền cô dọa dạ đủ điều. Qua bông nhẹ một thông tin rằng giáo sư là con nghiện cờ bạc với câu cửa miệng người không chơi là người thua người chơi luôn là người thắng. Do tống thiếu quá nên mới làm liều đi tống tiền học sinh biết tin tức rồi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Ngay hôm sau Iraq trở về cùng với tờ mượn nợ có chữ ký của ông giáo sư. Con số đương nhiên rất khổng lồ. Còn về cái vụ ma hương kích thích hóa quái vật thì ông chỉ vô tình lụng được mà thôi. Vừa hay ra treo cũng vô nên Ireland thông báo kế hoạch chi tiết ngay và luôn. Iraq xấu hổ ra ngoài trước còn ra treo bước vào và xin được gia nhập đội cảnh vệ. Cô đã quyết tâm thay đổi tự tay mình hủy đi cái hôn ước chết tiệt đó. Đến chưa Ireland tranh mãi mới được mấy cái sandwich cực kỳ chất lượng đang tính đem đi ăn từ từ thì thấy nguyên cái thư tình được dán trên bạc. Nhìn phát biết luôn là con nhỏ Selena này dán lên, cô lập tức yêu cầu tất cả giải tán cho đội cảnh vệ làm việc nhưng méo ai chịu nghe. Chả ai sợ cô một tí nào cả. Cai lúc này xuất hiện hù cho vài phát lại sợ giấm cả đài kéo nhau đi hết. Anh sẽ tan cái lá thư để bảo vệ cho cô gái xấu số nào đó. Thấy anh bày đặt cứng mùng nên cô nhắc nhẹ đến mấy cái gói thức ăn cho mèo đằng sau túi anh. Cầm nín liền cãi thế méo nào được nữa. Wadi đi tới báo tin rằng Atazot đã dán tờ tuyên bố sẽ phá nát cái lễ hội của trường sắp tới. Do hiệu trưởng đang nằm liệt giường nên đại công tước sẽ là người chủ trì thay. Sắp được gặp chồng yêu nên cô có chút bối bố rối. Tối hôm nay sẽ có buổi khiêu vũ nên các học sinh đang cố gắng chọn bạn nhảy cho riêng mình. Thấy tên này đi uy hiếp con gái người ta chứ mời nhảy cái nỗi gì. Cộng thêm cả nhỏ Selena thêm mắm thêm muối vô nữa nên Ireland quyết định cho tên này một phát nộ long cước. Đang sung lắm nhưng biết cờ lau đê đang tới thì trốn ngay vào luôn lúc hóng hớt thì thấy khứa selena này dám ôm chồng của cô chán sống rồi một cuộc họp khẩn được tổ chức ngay sau đó để chọn ra ai là người cùng với cờ lao đê đi điều tra selena giơ tay sung phong khiến ireland khó chịu cô đếch quan tâm nữa nên xin phép ra ngoài tuần tra trước mấy tên được dựa cũng đồng loạt đi theo vì chả ai muốn ở một mình với con mắm selena đang đi tuần thì đột nhiên ma hương xuất hiện august đưa James về ký túc xá còn lại thì đi tìm ma hương ca lúc này mới biết ireland là đồng hương nên không có ý kiến tìm một hồi thì thấy cái tẩu thuốc lá Ba người bàn với nhau hăng quá nên không để ý hai người còn lại đã quay về. Thế là tự nhiên Ireland lên làm xếp của hai khứa này, đứa nào dám cãi giơ tay phát biểu cái, đương nhiên là không. Giờ đây tất cả mọi người đã biết trong nhóm có điệp viên 007. James vẫn quyết không tin bố con thằng nào cả nên ra ngoài trước, thấy Ireland đi theo sau nên đổi màu mắt khè cô sự chơi. Jem hỏi cô theo sau đi tôi để làm quần que gì vậy thì Ireland mới gọi Fendix ra nhào đến liếm vào mặt cậu liên tục. Cô giải thích rằng tất cả chỉ là để bảo vệ cậu khỏi cái thứ gọi là ma hương mà thôi. Jen lần đầu nhìn thấy Phoenix đã cảm thấy yêu thích nó chắc là bởi cùng là quái vật với nhau. Cậu kêu Phoenix quay về lẹ đi không sẽ rất nguy hiểm rồi nói, Island đừng có đi theo sau nữa rất phiền phức. Cờ lao đây lúc này đang bàn bạc với hai thằng đệ rằng ngày mai sẽ đi chơi lễ hội ở trường nhưng ca nhất quyết phản đối, nghĩ cái gì mà thuộc hạ đi làm mà chủ đi lông bông chơi vậy. Ấy thế mà sáng hôm sau anh vẫn xuất hiện ở trường nhưng có mang theo mặt nạ cải trang, anh giấu ký quá viewer không hay biết luôn. Thấy số vịt tăng lên gấp mấy lần so với trước nên anh cảm thấy khá khó chịu. Nhưng trước khi đi thì anh phải điều tra xem cái con vịt trước mặt có đúng là con lúc trước đi xin chữ ký của anh không. Nhìn cái cảnh này, Ireland cũng muốn ra ngoài lắm rồi chứ bộ nhưng còn nhiệm vụ cao cả trước mắt nên vẫn không thể ra mặt bây giờ. August cũng rất biết hợp tác nên kêu cờ lau đi đăng ký lệ không hết sở lót bây giờ. Sau khi hai người đi thì cây và qua chạy đến báo tin người của giáo hội đã hành động. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều ma hương ở trong những cái cột bên nhà thi đấu nơi mà cờ lau sẽ có trận đấu ở đó. Nếu cứ để như vậy thì chắc chắn sẽ là một kết thúc cực kỳ xấu. Ireland bắt buộc phải hành động ngay nên đến xin ý kiến của Isaac. Cô muốn cờ lau đê rút khỏi trận đấu kiếm ngay lập tức nhưng Isaac lại nói rằng ngài ấy dùng một tay thôi cũng xin nhẹ cái cúp thì rút cái kiểu gì. Isaac đưa cho cô lọ thuốc ngủ phiên bản mới nhất chấp cả ma vương biến thành rồng cũng ngất ngay tức khắc. Ra treo ngay sau đó theo lời của Ireland đưa cho cờ lau đê ly nước tẩm sẵn thuốc ngủ. Thấy anh nằm ngủ tưởng thành công rồi ai ngờ Selena đến gọi thì anh lập tức thức dậy đi đấu kiếm mới chết không cơ chứ. Nghe hai người nói chuyện thì Ireland mới phát hiện chắc chắn tại con nhỏ này cho chồng tương lai của cô ăn bánh có chứa thuốc kích dục, nên thuốc ngủ mới không có tác dụng đây mà. Cô lập tức đổi sang kế hoạch B, mặc bộ đồ con vịt và làm y chang lúc trước, nhưng lần này cô lại tự hạ nhục bản thân để chọc tức chồng của cô một tí. Ai ngờ ảnh tức quá hóa rồi kéo cả hai xuống sàn đấu solo kiếm luôn. Ireland cố gắng nhắm đến mấy cái cột để anh chém giúp cô. Đồng đội cũng đến để giúp cô một tay và trận đấu đổi thành 3 đánh một đương nhiên có gọi thêm chục đứa nữa cũng không cân kèo nổi với ma vương nhưng dù sao mọi người cũng làm tròn bổn phận phá được kha khá cái cột rồi August lúc này cũng tới nơi và ngơ ngác vì không biết cái quần que gì đang xảy ra đồng đội của cô lại bật dậy đánh tiếp nhưng kết quả vẫn méo thay đổi gì cả ireland nhân cơ hội chạy đến cái cột cuối cùng và thành công dụ cờ lau đê phá nốt cái cuối nhưng hiện tại thì không ổn tí nào chồng mưu sát vợ này bà con ơi August thấy không ổn liền lao ra đỡ kiếm hộ cô và nói chuyện phải quấy với ma vương anh không bắt bẻ nhiều chỉ cần con vịt này mở cái đầu ra là được. Cai vừa hay xuất hiện kịp lúc gỡ rối cái tình thế đau não này. Cậu cai cú vì ngày ma vương dám đi chơi lễ hội trong khi thuộc hạ thì đi làm việc cả ngày. Thấy cai phản ứng dữ quá nên anh tặng cậu một món quà chính là mấy tên giáo hội này cho cậu đỡ tức. Thì ra ma vương từ đầu đã để ý đến bọn chúng cùng với mấy cái ma hương rồi. Anh cùng thuộc ha rời đi và tha cho con vịt bí ẩn này một lần nữa. Ngày đầu tiên của lễ hội kết thúc và ngày thứ hai sẽ là buổi trình diễn thời trang của các chị em phụ nữ với giải nhất là ma hương theo như nguồn tin khá tin cậy Gia treo lúc này sung phong sẽ đi thi và đoạt giải về cho mọi người thế là giải quyết xong Isaac được giao cho nhiệm vụ chọn cho cô một bộ váy đẹp nhất và y như rằng vẻ đẹp của cô lên một tầm cao mới ailey khen không ngớt mồm và hỏi nếu thắng thì cô sẽ chọn iraq làm bạn nhảy trong đêm trao giải đúng không Gia treo chỉ nói ngắn gọn một câu Isaac là của mình chắc rồi không thoát đi đâu được selena lúc này đi tới giờ trò bẩn thỉu đầy Gia treo ngã đau hết cả chân không tham gia nổi nữa Isaac chạy đến kêu cô từ bỏ đi nhưng Ireland lại kêu mượn cái váy của cô một tí. Tối hôm đó Ireland lên đồ chuẩn bị giật giải thưởng thay cho ra treo. Mấy thanh niên trong hội học sinh không tin vào mắt mình. Giờ đây đứa nào cũng tranh nhau để nhảy với Ireland một bài nhưng James là người nhanh tay nhất nên được hưởng suất chiêu đãi này. Ra treo nhìn Ireland nhảy mà cảm thấy hãnh diện nhưng cô lại bị những lời đàm tiếu qua loa linh tinh làm cho khó chịu. Isaac lúc này xuất hiện rất đúng lúc đưa cho cô ly nước và nói mấy câu an ủi cô. Không hổ là chồng tương lai của cô hành xử 10 điểm. Isaac vừa mới đi một cái là con mắm Selena lại xuất hiện khiến cô vụ không tham gia cuộc thi được. Nhưng tầm này ra treo cứng cựa hơn hẳn lúc trước rồi, thấy không khiện nổi mà còn bị phản đam nên Selena ngậm mồm rời đi ngay lập tức. Đến giờ công bố kết quả và đương nhiên người thắng cuộc chính là Ireland. Cô xin nhẹ cái phần thưởng rồi đi luôn chứ nhảy nhót gì tầm này nữa. Hòa trang lại một phát rồi cô đem giải thưởng đến trước mặt mọi người cùng nhau mở ra xem có thật là ma hương ở bên trong hay không. Đúng thật là có cái lưu hương trong hộp nhưng lại không thấy ma hương đâu. Ra treo lúc này chạy đến kêu mọi người quay lại mau. Con nhỏ Selena đang cầm ma hương làm loạn hết cái sân khấu rồi. Thấy mọi người tập trung đông đủ rồi nên Selena đập vỡ bình chứa ma hương để truy tìm con quái vật trong trường. James chạy không kịp nên biến lại thành quái vật ngay lập tức khiến mọi người trong hội một lần nữa không tin vào mắt mình. Bạn bè chạy súng vào người cậu tính xử luôn nhưng Ireland nhất quyết bảo vệ cậu tới cùng nên chạy tới đỡ đòn tấn công của cậu và sử dụng sức mạnh thánh kiếm để xem ký ức lúc trước của cậu. Thì ra quá khứ của Gem lại đáng thương đến thế. Ailen nói rằng nếu không có nơi nào để về thì cứ về với đội của chị. Nghe câu này xong Diêm ngay lập tức trở lại thành người và mọi người đã hạ súng xuống. Tất cả quay sang đổ lỗi cho Selena và hỏi cô kiếm ma hương ở đâu ra. Trong mặt nhỏ này hốt hoảng thế kia thì không phải diễn thật rồi. Đột nhiên trên trời hàng loạt quái vật xuất hiện chắc là do ma hương dụ tới. Ailen kêu tất cả chạy hết đi để cô ở lại ngăn chặn. Nhân tiện giới thiệu luôn về thân phận thiếu nữ thánh kiếm của cô khiến tất cả há hốc mồm kinh ngạc. Đúng lúc này Claude xuất hiện hỏi tội vợ tương lai sao lại xuất hiện ở đây. Cô mang bộ đồ con vịt đi để mong sự khoan hồng của anh nhưng lại thấy nguyên tòa nhà đóng băng thế này thì tới công chuyện thật rồi. Mãi mới vào được phía trong thì lại thấy nguyên cái lồng giam được thiết kế riêng cho Ireland yêu dấu. Anh quyết định hình phạt của cô sẽ là ở trong lồng đến khi nào ngoan ngoãn thì thôi. Ireland bắt đầu thể hiện quan tâm đến sự an toàn của chồng để anh tha thứ. Thêm hạnh nhân và Iraq cũng nói giúp vài câu nữa nên hình phạt được đổi sang thứ khác. James biết tin phải về với đội của ma vương chứ méo phải của Ireland như cậu nghĩ nên nhất quyết không đồng ý. August thì được Ireland mời làm hiệp sĩ, gia Treo thì làm hầu gái và hai khứa còn lại thì làm tay chân cho ma vương. Còn Selena thì đang được cờ lau đê ram giữ theo như lời anh nói. Từ đầu cờ lau đê đã ngửi thấy mùi ma hương xung quanh Selena nên luôn rất cảnh giác. Chi tiết này khiến Ireland nghi ngờ Selena chỉ là con cờ của ai đó biết rõ chi tiết trong game này. Mọi thứ đều chỉ ra duy nhất một người. Không ai khác chính là con nhỏ Lilia này. Thì ra cô đã lấy lại được ký ức lúc trước khi y Giải thích cho anh em một tí thì Lilia cũng là một người chuyển sinh giống Island chẳng qua là mất hết ký ức mà thôi. Và nhỏ này cũng có tất cả kiến thức về tự game này do đã từng chơi qua lúc trước. Mục tiêu của nhỏ này chính là đưa con game này đi đến bad ending. Sáng hôm sau cờ lau đêm một lần nữa tuyên bố về hiệp ước hòa bình giữa con người và quái vật. Tiếp theo đó anh và vợ tương lai cùng nhau đi diện kiến bệ hạ nhưng trước tiên anh phải phạt Island bằng một nụ hôn cái đác. Sáng hôm nay cờ lau đêm vô tình gặp được xe giết. Hai anh em chào hỏi nhau qua lại vài câu rồi anh nói rằng cả hai không nên có xích mích với nhau. Nhưng xe lại khăng khăng bản thân sẽ lên ngôi hoàng đế để cho Lilia vui. Nghe xong anh chỉ nói một câu duy nhất đàn bà là những niềm đau đừng có nghe lời người khác quá em trai à. Tối đến Ireland cùng với hội học sinh đến điều tra tại một buổi buôn bán nô lệ và ma thú đang diễn ra gần vương quốc. Sau đó cô cùng August đi lên phía trên để điều tra về danh sách những người tham gia hôm nay. Nhưng mới vừa chạy vào trong là cô đã bị một tên trùm kín mít khống chế. Hắn sử dụng ma thuật đánh bay cây kiếm của August đi rồi mới nói đến đây không có ý gì xấu. Hắn muốn diện kiến ma vương nên mới đến đây tìm cô để thương lượng vài điều. Bọn lính đã đuổi tới nên hắn vứt chìa khóa cho August kêu cậu khóa cửa lại rồi hắn mở cửa sổ ra kêu Island nhảy xuống. Trước khi nhảy thì Island muốn biết tên và khuôn mặt của hắn nên hắn mới giới thiệu tên của mình là Elepha. Đây chính là trùng cuối của ngoại truyện phần một theo như cô nhờ. Đột nhiên cô trượt chân ngã xuống phía dưới chồng cô lập tức xuất hiện đỡ lấy và hỏi tội cô lại trốn đi chơi mà không xin phép anh lấy một câu anh đưa cô về ngay lập tức đè cô xuống và từ từ trừng phạt vì cái tội không xin phép mặc kệ mọi người đang đứng nhìn anh vẫn tiến tới cắn tai cô một phát cho chừa Allen lập tức đẩy ra và nói rằng có một người muốn diện kiến anh cờ lao đây nhìn phát biết luôn đây là một pháp sư của tộc levi gia tộc này có một điểm đặc biệt là luôn sinh ra được những đứa trẻ có ma lực trong người và điều đó đồng nghĩa với việc bị vương quốc coi là quái thú nên đánh đuổi liên tục hơn 20 năm trước gia tộc Levi đã đứng lên đấu tranh để mở rộng lãnh thổ nhưng chúng nó chơi lấy thịt đè người nên chịu thua trong chốc lát. Từ đó gia tộc trở thành người bảo vệ cho vương quốc một cách bất đắc dĩ, người già và trẻ em cũng bị bắt giam vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lý do Elepha đến đây là để giao kèo với ma vương về việc cứu lấy tộc của mình nếu ngài đang quang. Isaac phản đối gay gắt vì rất nhiều điều rắc rối nhưng Ireland thì không. Ở đây cô là người quyền lực nhất nên không cần nói cũng biết Claude nghe lời ai anh lại hôn vợ một phát đồng thời dịch chuyển cô về phòng kèm những lời yêu thương nồng thắm cô cay cú đến mấy tiếng sau mới chịu đi tắm và đúng lúc này cô nhớ ra tình tiết đặc biệt ở phần ngoại chuyện ma vương sẽ bị mất trí nhớ và chuyện gì đến cũng sẽ đến hạnh nhân đến thông báo với cô ma vương đã biến mất và ngay lúc này cha của cô bước vào và nói rằng ma vương đã bị đâm một nhát vào bụng nhưng may là vết thương nhẹ mặc dù thế ma vương vẫn bị mất ký ức và quên hết tất cả Lân lập tức đến diện kiến Đức vua xin cho gặp chồng của cô nhưng hoàng đế muốn suy nghĩ về cái hôn ước này một chút. Hiện tại Ma vương đã không còn do bị mất trí nhớ và ma lực cũng mất theo nên Claude đã trở thành một người bình thường, vì vậy ông muốn nó sẽ chọn lại vợ vào buổi dạ hội sắp tới. Hết cách bà đành đồng ý nhưng từ giờ đến lúc đó cô không được gặp Claude nữa nếu để phát hiện là chém đầu. Sáng hôm sau cô nhờ Elepha đưa cô xuống chỗ chồng đang ở bằng phép thuật gió và mọi chuyện còn lại để cô lo. Cái kết giới yếu nhất này cô dùng sức mạnh thánh kiếm xuyên qua cái nhẹ nhưng tiếp đất không thành công cho lắm. Cả hai chạm mặt xe rít nhưng cậu lại dẫn đường cho cô đến gặp anh hai thì thật là khó hiểu. Elepha sẽ canh ở ngoài còn cô mở cửa bước vào trong và cuối cùng cũng đã thấy anh ấy. Claude tỉnh lại và đúng thật không nhớ bất cứ thứ gì cả. Nhưng không sao chị đây tán đổ được một lần thì lần hai là chuyện nhỏ. Cô tiếp tục tấn công anh tới thấp y như lúc đầu gặp, khi biết cô tên là Island thì anh bắt đầu run sợ vì Lilia đã nói cô là một con mụ độc ác sẽ biến anh thành ma vương trở lại. "Ok, chị đây độc ác." Cô đâm thẳng cây kiếm đến gần thằng nhỏ và vô vập tấn công anh. Cô ôm lấy anh và thấy được cái vẻ ngại ngùng của anh khiến cô vui đến phát khóc. Helefa và thông báo tới giờ tuần tra rồi nên cô phải đi về và hẹn lại anh vào lần sau. Trước khi đi cô đánh dấu chủ quyền một phát rồi mới bái bai đi về. Khi quay về cô tiếp tục lên một kế hoạch mới cần phải đẩy thật mạnh hơn nữa cho anh ấy rơi luôn xuống giếng rồi đóng nắp lại là xong. Thám tử lúc này cũng đã đến và báo rằng sắp tới Claude sẽ có một buổi thị sát sẵn tiện công bố với dân chúng luôn là ngài đã là người bình thường. Đương nhiên đây là kế hoạch của con à Lilia đó, khả năng cao là nhỏ đó sẽ lợi dụng tình tiết của game để điều khiển mọi chuyện nên cô phải hành động ngay. Ngay sau đó cô đến phòng của chồng báo trước sẽ đột nhập vào buổi thị sát và mong anh giữ kín chuyện này dùng. Thấy cô tấn công dữ quá nên anh đứng dậy ra ghế ngồi đọc tài liệu cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Ireland đưa giỏ bánh táo cho anh nhưng anh lại nói không cần khiến cô có chút tổn thương. Đúng lúc này Lilie gọi cửa ở ngoài nên anh kéo cô vào trong tủ rồi đóng lại ngay lập tức. Có cả xe giết đi cùng nữa nên không khí đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều. Lilia thấy giỏ bánh trên bàn liền hỏi của ai may mà anh nhanh trí nói do người hầu mang lên. Nhưng dù vậy anh vẫn lấy đĩa bánh quy mà cô mang lên khiến vợ anh đang ngồi trong tủ cảm thấy rất tổn thương. Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì con nhỏ này bắt đầu lấy bánh quy đút cho anh ăn. Mặc dù vị hôn thê của nhỏ đang ngồi bên cạnh nhưng nhỏ lấy cây cớ là anh rể mà bỏ qua hết mọi lễ tiết. Xe dít ngứa mắt quá lên tiếng thì cô mới chịu dừng lại mà ra ngoài ngay lập tức. Ellen cay lắm rồi đập cửa sông ra ngoài vì xe dít biết cô ở đây ngay từ đầu rồi nên không sợ nữa. Cô đến ăn thử miếng bánh quy rồi khen ngon lắm kêu anh nên ăn thử đi. Tiếp theo cô lấy giỏ bánh đưa cho xe dít cây như vứt vào thùng rác. Cô đi ngay và luôn không nói lời nào nữa. Tổn thương muốn khóc lắm rồi nhưng cô không muốn dùng nước mắt để lấy sự thương cảm của anh ấy. Hạnh nhân lúc này đến nói rằng đang có cãi nhau to rồi, cả hai chạy về thì mới thấy August đang cãi với Selena đau hết cả đầu. Cô biết rõ mục đích Selena đến đây mặc dù đã bị ma vương cấm là vì đến gặp Sergis. Selena cũng nói luôn sẽ bị ép gả cho một ông quý tộc khác khi tốt nghiệp nên cần kiếm mối ngon hơn ngay lập tức. Ireland cũng nói rằng nếu cô muốn bán bất cứ thông tin gì cứ alo một tiếng là được. August lập tức đuổi theo sau Selena để nói lời xin lỗi nhưng cô tầm này đang bực lắm rồi nên không quan tâm tí nào. Sáng hôm sau theo kế hoạch cờ lao đê sẽ đi thị sát và chị nhà hôm nay chính là đội trưởng đội kỹ sĩ hộ tống anh lên đường. Lý do là vì cô đập mấy tên kỹ sĩ như con nên không còn cách nào khác ngoài việc thăng chức. Anh lập tức kéo cô ra một góc và kêu cô về đi không bị chém đầu bây giờ. Xe dít cũng ra để tách hai người ra không lộ hết bây giờ. Thấy cả hai cãi nhau hăng quá nên anh không muốn làm phiền nữa mà đi luôn. Vào đến xe ngựa thì anh mới biết xe dít trốn không đi nên chỉ có Lilia đồng hành với anh. Đang trên đường đi thì một con quái vật khổng lồ xuất hiện nhấc bổng cái xe lên và muốn đưa Vương về khu rừng. Hạnh nhân lập tức chỉ huy quái vật dẫn anh đến chỗ an toàn nhưng trước mắt là đội bắn cung đang bắn thẳng về phía con quái. Ngay lập tức nó ngã xuống và mọi người ồ ạt lao đến. Elepha hạ xe của anh xuống đất an toàn và con quái lúc bấy giờ tiếp tục đứng dậy. Nó đọc được tiếng lòng của ma vương nên muốn xử lý Aileen ngay lập tức. Thì ra trong lòng của anh thấy cô thật dư thừa. Để cô chết luôn đi nhưng búp xuất hiện đánh ngất nó và nói rằng nếu ngài không cần chúng thần nữa thì ok tạm biệt ngài. Elen cũng chán cái cảnh này lắm rồi nên cho anh một tát rồi nhẹ nhàng rời khỏi cái nơi đau khổ này. Kể từ khi ăn cái tát đó của Elen, Claude khó ăn khó ngủ cả ngày cứ như người mất hồn. Hôm nay có cánh tay trái và phải của ma vương đến chơi nên anh cũng đỡ buồn hơn một tí. Sau đó cậu hỏi anh một lần nữa có thật sự là muốn đuổi Elen đi hay là không. Claude liền lên tiếng phủ định lúc đó tại hồ đồ quá nên mới suy nghĩ như vậy. Beelzebub lúc này đang đốt cái tủ mà cậu cho rằng là có độc đi trước mặt Claude khiến anh tức giận. Anh tiếp tục nói rằng bằng mọi giá phải đưa Ireland tới dạ hội. Cô lúc này vẫn đang rất cay cú quyết định không thèm đến dạ hội nữa mà làm việc cho đến chết. Đúng lúc này cây mang đồ dạ hội tới đưa cho cô và nói rằng ma vương muốn cô bằng mọi giá phải tới dạ hội. Đương nhiên nào đâu dễ đến vậy, mới vừa phũ với chị đây thì đừng có hỏng chị cho cơ hội sửa sai. Tất cả mọi người ai cũng góp lời khuyên cô nên đi và đặc biệt, hạnh nhân chỉ huy sàn vũ đạo quái vật mùa tới múa lui điệu nhảy mời gọi cỡ này thì làm sao mà có thể từ chối được nữa nhưng Ireland lại đến dạ hội với cái đầu vịt để chọc tức cửa lau đê chơi. Thấy cô như vậy khiến anh rất tức giận, bướng bỉnh quá nên anh vác cô lên đưa ra ngoài ngay lập tức. Anh gỡ đầu vịt của cô ra và bắt đầu màn tán tỉnh của mình, đầu tiên là ôm chặt lấy cô, sau đó là kề sát vào tai của cô và gọi cái tên Ireland. Đương nhiên quả này không đổ mới là lạ, chưa hết anh lại còn nói ba chữ anh yêu em nghe mới thật lãng mạn làm sao. Dù cho có ký ức hay không thì tình cảm này vẫn trường tồn, Nghĩ lại lúc trước mà cô thấy cây cú muốn giết anh ngay tại đây luôn. Cô quyết định đi trang điểm lại cho thật xinh đẹp rồi xuất hiện để xứng đôi với anh. Nhưng đúng lúc này Elepha lại kề dao vào cổ cô uy hiếp cô nghe lời. Giờ này cô mới biết tên này bên phe của nhỏ Lilia thì đã quá muộn rồi. Cô đang định lấy thánh kiếm ra solo thì hắn lại dùng hạnh nhân để uy hiếp cô. Sau đó hắn đổ ma hương lên người cô rồi kéo ra ngoài. Alan bị buộc tội dùng ma hương lôi kéo quái vật tấn công lâu đài. Thêm nữa cô bị vu oan gian gian díu díu mập mờ với mấy tên đàn ông khác. Và Elepha là người sẽ diễn vai tình nhân của cô. Claude đương nhiên là tin vợ của mình rồi. Anh lúc này chỉ muốn nghe câu em yêu anh là giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng cô lại chọn cách nói ngược lại vì để cứu hạnh nhân. Hạnh nhân xuất hiện kêu ngài đừng tin những lời con gái nói. Elepha lập tức tấn công và giết chết hạnh nhân khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Ký ức đang bắt đầu trở lại với anh nhưng tầm này không có thời gian để nói chuyện nữa rồi. Anh dùng số ma lực còn sót lại dịch chuyển tất cả đến lâu đài ngay lập tức. Lúc này không phải lúc để đau buồn. Isaac và Beelzebub đã xây sẵn một đường hầm khổng lồ nối thẳng đến vương quốc rồi nên giờ muốn tới là tới. Cây lấy thân phận là cánh tay trái đắc lực chỉ huy tất cả quái vật chạy khỏi khu rừng ngay lập tức. Bên phía Claude lúc này thì anh gặp được nhỏ Lilia đến luyên thuyên cái gì về nhân vật chính. Tiếp theo nhỏ rút thánh kiếm ra đâm anh một phát phong ấn ký ức của anh một lần nữa rồi rắc ma hương lên người anh. Sáng hôm sau đoàn kỵ binh đã hành quân đến khu rừng nên ra treo sung phong đi ra ngoài ngăn chặn để cô có thể trốn thoát thành công nhưng đang trốn thì Elepha đã tìm được và ép cô về lâu đài. Cô triệu hồi thánh kiếm ra sống mái với tên này một trận ra trò. Kết quả cả hai đều bị nhốt vào nhà giam bởi chính gia tộc Levi. Tới giờ này Elepha mới chịu khai ra là đang làm việc cho Lilia. Thực ra là cho hoàng hậu nhưng tại bị Lilia thao túng tâm lý nên mới chất dại. Nhìn cái mặt của chị nhà là thấy khinh bị cỡ nào rồi. Cậu mới kể đến đoạn gặp Lilia vào một buổi xã hội là thôi ngưng luôn rồi. Đến đó thôi là cô biết là cậu bị dụ dỗ các kiểu con đà điều bởi cái tài giả nai của nhỏ đó rồi. Nhưng Ireland thì khác cô đang tràn đầy năng lượng nên ba cái nhà giam này chỉ là mũi mà thôi. Nhưng Elepha muốn cô cứu ra ngoài thì phải có gì đó giết giết mới được. Cậu hiểu vấn đề ngay lập tức và bắt đầu móc mắt của mình ra. Mắt của ma pháp sư có tác dụng giải trừ ma cụ và phải có cái này thì Claude mới trở lại thành ma vương được. Thôi thì đã tới nước này rồi thì bắt lỗi làm gì nữa. Cả hai cùng nhau hợp tác tiến thẳng tới lâu đài cứu ma vương. Bên nhóm của treo lúc này cũng được Selena cứu khi đang bị bọn lính truy đuổi. Ailen cũng đã đuổi tới được nhóm của Isaac nhưng lúc này Beelzebub đang dẫn quân đánh thẳng vào lâu đài để cứu Ma Vương. Này khác gì đi tự sát đâu nên cô nhờ Elepha giúp cô bay đến thẳng tuyến trước. Chính cô sẽ tự đi cứu chồng mình về không phải lo lắng làm gì hết. Beelzebub đồng ý sẽ đợi đến khi trời tối nên ra lệnh tất cả đứng yên chờ lệnh. Riếp lúc này cũng gọi Ailen báo rằng Ma Vương đang ngủ say vì tác dụng của ma hương. Bọn lính căn ở bên ngoài cũng đang tìm cách để vào trong nên tình thế đang rất khó cần phải giúp ma vương quay trở lại ngay lập tức nên Ireland hỏi Selena chỗ giấu ma cụ. August cũng cầu xin nên Selena mới miễn cưỡng chịu nói. Khi biết vị trí thì cô cùng với Elepha đến đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng khi mở cửa bước vào lại chạm mặt con nhỏ Lilia. Với cây thánh kiếm trên tay nhỏ này cứ kiểu ta đây thắng chắc rồi khỏi đánh làm gì cho mệt. Cả hai đánh nhau lên bờ xuống ruộng, bay như chim nhảy như chim chém liên tục. Elepha nhân cơ hội chạy thẳng đến chỗ cánh cửa. Sau đó Lilia định lao tới kết liễu luôn Elepha nhưng nào đâu dễ vậy. Ailen nhất quyết không cho cô làm vậy mà tiếp tục đánh nhau đến chết. Hai người nhỏ này chơi lầy lấy tay đỡ luôn thánh kiếm rồi từ từ hút nó ngược lại. Ailen lập tức hấp thụ sức mạnh của chồng chơi sống mái với nhỏ này một phen với ma lực cực kỳ mạnh của Claude Cô dễ dàng chém bay kiếm của nhỏ đồng thời phá luôn bức tường chặn đường của Eleva, vượt qua được bức tường rồi nhưng cánh cửa lại ỉm một loại ma pháp cực mạnh khiến cậu không thể nào mở ra được. Và cái thời khắc ngàn cân treo sợi bún này, ngài quạ hạnh nhân của chúng ta đã xuất hiện một cách cực kỳ ngầu lòi. Đây mới chính là bố của các con này, gọi bố đi con, hạnh nhân xông thẳng phá nát cánh cửa, viên ngọc đã được đặt vào và bà hoàng hậu cũng biến lại thành hình dáng cũ. Đúng lúc này đây bọn thuộc hạ của Lilia đến phán tội tử hình cho Ireland, nhưng chưa có sự cho phép của anh đứa nào dám động đến một sợi tóc của Ireland. Vì hoàng đế đang có vấn đề về sức khỏe nên thái tử như anh sẽ tạm thời nắm quyền, xe cũng không có ý kiến gì và Lilia đã chính thức bị bỏ rơi. Cuối cùng thì ma vương đã quay trở lại, Cuối cùng thì Ireland đã có cho mình một cái đám cưới thật linh đình để đền đáp cho những gì cô đã gặp phải. Lilia và Sejit thì bị nhốt trong nhà giam cho đến cuối đời. Happy ending. Kết thúc video cũng như bộ phim này tại đây. Kết thúc quá tuyệt vời phải không các bạn? Không còn gì vui hơn khi được chứng kiến hai vợ chồng này về với nhau đúng không? Hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới nhé!